Shopmoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Ok, chào anh em nha, ngày nay Mô Việt sẽ chơi Sephera, một vị tướng trợ thủ nổi tiếng với sát thương to nhất game mobile. Chính vì vậy những cái pha lỡ tay là không thể tránh khỏi nha. Đồng thời là hôm nay Mô Việt sẽ chơi Sephera phong cách full phép theo cầu rất nhiều anh em. Cầm trợ thủ lên full phép, bây giờ thì cũng khá nhiều tướng, ví dụ như Alice, Alete, anh em đều có thể lên full phép, nhưng full phép sẽ khó chơi hơn và cần kỹ năng tốt hơn, nhưng mà thực sự trời vẫn rất là nghiền. Với một tướng trợ thủ mà sát thương to nhất thuộc hàng những con tướng pháp sư thì với phương phép anh em sẽ như một con tướng pháp sư luôn. Cấu rỉa vô cùng khó chịu, đây là tướng áp lực và thích hợp ở rank cao bởi vì có kỹ năng tốt thì mới chơi được Sephera. Đầu tiên là sử dụng chiêu 2 trắng tiêu, phải điều khiển chiêu 2 làm sao mà chúng cái viền nó chúng tướng địch thì mới choáng được, có thể chúng choáng nhiều, có thể chúng không khí. Chúng thì mới nhiều sát thương phép nha, còn cái chiêu 1 thì rất dễ dùng rồi, chiêu cuối cũng vậy. Bộ đôi ngục đạn Sephera Maza hàng ăn tướng đánh cao chơi rất nhiều, nhưng mà đánh thấp thì có lẽ anh em lãng quên bởi vì nó khó chơi. Tất nhiên là những con tướng bị lãng quên thì khi Mô Việt làm clip thì số lượng anh em xem thì cũng ít thôi, bởi vì mọi người không có chơi xem làm gì đúng không. Nhưng vẫn còn những anh em yêu cầu nên Mô Việt sẽ thực hiện theo cầu của tất cả anh em. Thì các bạn comment bên dưới là Mô Việt sẽ thực hiện theo cầu của anh em nha. Sephera full phép, cái đồ đầu tiên, đồ phụ trợ, sau đó mình sẽ... Anh em có thể lên sớm phong cách hồi chiêu, nghĩa là giày thuật sĩ với 15% hồi chiêu để có thể mắc hồi chiêu cấu rỉa sướng hơn. Nhưng sẽ hơi hao mana anh em ơi, phải dùng cái sung túc để có thể hơi nhiều mana hơn, spam sướng hơn. Ui Toro này, Toro trâu này, thịt trâu các bếp luôn, trâu với Sephera, thực sự sát thương rất sướng. Chiêu cuối là sát thương to nhất, nhưng mà thường chiêu cuối dùng để outplay hoặc là những pha kết thúc mục tiêu thôi. Đấy, chiêu cuối cũng rất là quan trọng nha. Con này mà anh em kiểu mình đứng cao mình cấu gì ấy, bật chiêu cuối không thích hợp cái là mình gãy luôn. Bật sớm quá thì lúc tướng địch nào vô mình không có gì để chạy. Còn bật muộn quá thì trước kia bật đã chết rồi. Ok, nên là kinh nghiệm chơi cũng khá là nhiều. Mà Mô Việt ít chơi thì cũng hơi căng nhở. Anh em nào có kinh nghiệm chơi Sephera hay hơn, thú vị hơn, nhớ comment bên dưới để Mô Việt cùng rất nhiều anh em tập chơi Sephera và đang luyện Sephera học tập nha. Hết sạch mana rồi, cấu rỉa nãy giờ, áp lực rất sướng nha. Đặc biệt anh em đi cùng mid thì nói chung áp lực mid team bạn rất là khó thở, vì anh em chỉ cần chạy ở bụi, anh em bật chiêu 2 lên, chạy ra choáng cái chiêu 1 đánh thường. Ôi, một tấn sát thương luôn. Đây là vị tướng mình thấy là một trong những con tướng mà trợ thủ mà chúng ta chơi như carry luôn. Late game chơi rất sướng nha. Late game có đồ anh em chơi một cái chiêu 1 đánh thường thôi là tướng địch cũng mất rất nhiều máu hơn ca máu rồi. Ta từ rất nhiều. Ui, cái này mình lên mình xử lý hết. Toro này, hay te này. Ôi bạn ơi, chơi cờ băng xương nhưng mà cũng hết đường về rồi, có cái đường nào nữa mà chạy đâu. Rồi mình bật cái chiêu 2 lên, sau đó mình bật cái chiêu 1 lên là lụng cái mạng thôi. Sát thương của Sephera có cái sát thương ở nội tại thì không cần trúng mục tiêu, cần mục tiêu trong phạm vi chiêu thức của Sephera cũng chịu thêm một tí sát thương phép. Nói chung là sát thương phép vô cùng khổng lồ từ cái bộ kỹ năng của Sephera. Cẩn thận nha Vai ơi, sau này yên tâm mình đến là chạy từ quần hết. Có chiêu cuối là phải hồi báo nha, có chiêu cuối đứng cao cấu diểm tí anh em ơi, tầm chiêu thì cũng xa nhưng mà phải đứng cao để cấu diểm. Đấy, anh em thấy chưa, rất nhiều sát thương luôn, bật chiêu cuối lên chết luôn. Ok,
Ui kìa. Ờ mình chơi SP, mình chơi pháp sư sát thủ nhở. Đam thì hơi to rồi, lụng nam mạng liền. Áp lực một con tướng cực kỳ áp lực nha. Rất thích hợp với leo đánh cao. Về sao được bạn ơi. Ở lại mà món thịt trâu gác bếp thôi. Đẩy lính. Lợi thế là phải đẩy nha. Lợi thế là phải đẩy, là phải cướp sạch sẽ luôn. Đầu game bạn Toro sai một ly là đi một dặm. Búp cái mạng đầu cho Severa. Thành ra mình có đồ sớm. Rồi mình cấu rỉa thốn thực sự luôn. Con này có hai lối lên đồ. Lối lên đồ đầu tiên thì các bạn nhớ chơi phong cách chuẩn. Rất là khỏe, rất là khó chịu. Chạy ngay đi trước khi chỉ làm sợ là full đồ slow nha. Ở cách thứ hai thì mình thích chơi Full phép thì cũng có lợi thế là cấu rỉa. Rất là đau, late game chơi rất khỏe. Cho mình ăn bùa thôi bạn ơi. Ui, mình có bùa, mình cân tim luôn. Không có bùa anh em ơi. Hết mana rồi. Kỳ này. Ôi, kỳ cây này này, sáng thôi. Kỳ sáng bụi nha. Kỳ cây bụi, kỳ nhảy ra tường này. Tôi biết ngay mà. Ok, nhưng mà kỳ ơi, chạy đi đâu. Ôi, hết mana anh em ơi. Chưa có chú cuối vào đấy. Điện thật sự luôn. Có đi mình dí chết kỳ rồi. Kinh nhở Todo, kinh nhở dí mình ghê phết đấy. Lây thì dí này, dí sao được bạn ơi. Mình còn chưa cuối, mình có đồ hỗ trợ mà. Kìa. Bắn. Ui, thiếu một bắn nữa thôi. Lấy trụ bạn ơi. Lấy trụ nha, thì mình đang lợi thế và lấy trụ. Tí nữa Todo full đồ là cũng mệt phết đấy. Trận này thì các bạn Kira này không được chơi game. Thì nha, game đánh rất là dễ. Thực ra con này thì vẫn sợ những con tướng chính xác tốt ấy. Nó có thể bắt Severa rất là dễ. Severa sợ những kiểu Zuka Dark Lord, bởi vì khi mình bật chiêu cuối lên mấy tướng này chạy đáo cả. Hết chiêu cuối và là vồ chết mình luôn. Rất là khó chạy với những con tướng siêu cơ động. Áp lực. Trời rất dễ nha, chỉ bật chiêu 2 lên chống tướng địch. Điều kiện làm sao chống tướng địch thì anh em nhớ xài cái bảng ngọc nhiều tốc chạy một tí. Chơi mắc 10% tốc chạy đi. Nói chung anh em kỹ năng tốt thì anh em chơi ngọc full phép thì full tốc chạy. Ui, sấy với tôi. Chạy với tôi. Double kill. Hơi buồn là khi làm những con tướng bị lãng quên, một kỹ năng hơi khó một tí là phải tập thay trận, mà tập mất thời gian làm clip mà anh em lại không thích xem, anh em không quan tâm. Mỗi khi làm những con tướng trợ thủ ý, là lượng view lúc nào cũng ít nhất luôn anh em ơi, rất buồn. Nên các bạn nào thích chơi trợ thủ và yêu cầu Mô Việt chơi những con tướng trợ thủ, những con tướng bị lãng quên ý, thì cũng đừng quên là ủng hộ mình nha. Like clip, comment ký tự bất kỳ cũng được. Không biết comment ra sao, như vậy là mình cũng quý lắm rồi. Bởi vì khi anh em comment, anh em like clip là giúp kênh của mình có tương tác nhiều hơn. Mình sẽ có nhiều view hơn, động lực làm clip nhiều hơn anh em ơi. Các bạn nào chưa có click chơi game thì cũng đừng quên là lấy lên shop movic.vn kiếm cái click về chơi game nha. Trời, 808, 0806, số rất đẹp luôn. Anh em nhớ là vô shop Mô Việt bằng cách là vô phần mô tả một comment game nha. Mình luôn để comment game để link shop để các bạn có thể vô shop của mình chính xác nhất. Tránh tình trạng anh em vào những shop fake, shop lừa đảo, ví dụ như shop moviet.net hay là shop moba như là có dấu ở cái tên miền shop. Anh em chú ý nha. Rất nhiều cái sự lừa đảo tinh vi. Chúng ta không để ý một tí là vô nhầm shop là các bạn làm tiền là không mua lick được đâu. Nhớ nha, cứ phần mô tả của mình ghi Mô Việt vô shop kiếm lick siêu rẻ trên shop moviet.vn nha anh em ơi. Còn bây giờ có lẽ trận đấu cũng đến đây là hết rồi, thì bạn không có cửa bật luôn. Xin chào anh em. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.